Đó. Thì cái này mình gửi cho anh Hoàng, anh ấy có mua cho một người bạn, anh Hoàng Khánh Hòa. Cây đàn này là cây đàn thứ tư anh Hoàng ấy mua rồi. Thì sau đây mình sẽ thử qua cái âm để mọi người nghe thử nhé. Thì cái này mặt tốp nó là gỗ thông, lưng hông vẫn là gỗ qua, vẫn cấu hình như thế. Khác một cái điều duy nhất đó là mình sơn cái màu này thôi. Ok.